xong chưa ạ? À? Đây của cháu xong rồi đây này, 8 lạng nhá. 8 lạng không cân lại cho cháu ấy. Thôi tôi cân đủ rồi mà mày cứ phải cân lại làm cái gì? Buồn cười, bây giờ cháu mua hàng cô cứ cân lại đi. Đi chợ mua cá nhưng khi thanh toán bảo cân lại thì cô bán cá nhất quyết không cân và những lý lẽ vô cùng khó hiểu. Mới đây trên Tấp Tấp xuất hiện một đoạn clip cô gái đi chợ mua cá. Chuyện có lẽ sẽ rất bình thường cho đến khi khúc cá đã được sơ chế xong. Để cho chắc thì cô gái đã bảo cô bán cá cân lại, nhưng không hiểu sao lúc này cô nhất quyết không cân và khẳng định khúc này đã đủ 8 lạng. Cô ơi, cá đã xong chưa ạ? À? Đây của cháu xong rồi đây này, 8 lạng nhá. 8 lạng không cân lại cho cháu ấy. Thôi tôi cân đủ rồi mà mày cứ phải cân lại làm cái gì? Buồn cười, bây giờ cháu mua hàng cô cứ cân lại đi. Để cháu nhìn xem nó đủ chưa? 8 lạng rồi. 8 lạng thì cô cứ cân lại thì cháu một cái thế nào? Con này hay nhỉ? Bây giờ tao từ lấy đến giờ tao nói mày không hiểu à? Tao đã làm sạch sẽ rồi. Thì bây giờ 8 lạng mày mua chắc là mày lại đòi làm sạch sẽ là 8 lạng rồi. Cô thông cảm mà cháu, bây giờ cháu cũng ít khi cháu đi chợ lắm, bây giờ mẹ chồng cháu nhờ cháu đi mua cúc cá, bây giờ phải đủ 8 lạng, bây giờ cô cứ cân cho cháu thế nào, về lại thiếu bố mẹ cháu chửi. Tao cân đủ rồi. Tao làm sạch sẽ hết cả đâu vào đấy rồi đây này. Đây, đánh vậy để biết sạch sẽ rồi mày cầm đi. Cô thông cảm, cân cho cháu cái. Thôi mày đi chỗ khác mà trả tiền đi để tao còn bán hàng cho người khác đi. Đứng đấy lằng nhằng. Tao không lấy đâu. Ok, cái con này thì bây giờ tao hỏi mày cái cá tao đã cắt khúc rồi mày bảo mày không lấy là sao? Cháu nhờ con cân hộ cháu nhìn cái hủ. Tao cân đủ rồi, bây giờ cái cân này nó hỏng rồi. Được nữa. Bây giờ cháu mang về nhà thiếu thì mẹ nó chửi cháu nên cháu biết làm nào ạ? Không thiếu, mày cứ mang về đi. Bây giờ con cá nó nguyên, tao cắt khúc tao làm cho mày rồi. Bây giờ mày bảo mày không lấy, mày rửa mặt với tao à? Cháu không rửa mặt, cháu giả tiền cô đàng hoàng tử tế nhưng mà không cân lại cháu một cái. Bây giờ cái cân này nó hỏng rồi, cân được. Thế hỏng, cân hỏng làm sao cô có biết cái khúc là 8 lạng? Từ lấy là cân được, bây giờ nó hỏng rồi, nó mới hỏng. Ôi cô xem thế nào, cân lại cháu một cái. Bây giờ cháu mà mang cá thiếu về mẹ. Mày cứ mang về đi, trả tao tiền đi để tao còn bán hàng, nhanh lên. Thôi cháu ra hàng khác cũng mua thôi, cháu không mua của cô thôi. Con này mày hay nhờ, mày cứ ghép vào miếng cá này vào cho tao được không mà mày à, mày không mua. Bây giờ cá vẫn nguyên vẹn ở đây, cô cắt từ nãy giờ bao nhiêu khúc như này cơ mà. Tao cắt cái khúc ở đây ra rồi, bây giờ tao không lối được, mày lối vào cho tao đi. Ngay sau đó là màn tranh cãi vô cùng sôi nổi. Người thì cho rằng qua khâu đánh vẫy và sơ chế thì cá sẽ bị thất thoát đi. Số khác đã cho là do cô bán cá đã cân không đúng. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.